tôi chính là sứ giả của địa ngục, được bảo hộ bởi thổ tinh, hành tinh của sự chết chóc, chiến binh của sự tĩnh lặng. Thủy thủ sao thổ. Thủy thủ sao thổ ra. Cô ấy đã thức tỉnh rồi hả? Ta không di chuyển được. Bây giờ ta đã thức tỉnh, ngươi đừng hòng thoát được. Lưỡi hái trầm mặt trong tay tôi sẽ kết thúc sự nhiễu nhương này. Không thể nào. Như vậy thì tương lai của cả trái đất cũng sẽ biến mất sao? Luân chuyển sinh tử. Hào quang to lớn và mạnh mẽ này, thứ năng lượng mang đến sự hủy diệt, lẽ ra nó phải ngủ sâu trong thánh địa Omega. Giờ đây nó đã thức tỉnh dưới hình thái là ánh sáng mang tới sự diệt vong. Thì ra chính là ngươi, thủy thủ sao thổ. Lũ xâm lược xấu xa kia, ta sẽ đưa các ngươi trở về cát bụi, và đồng thời đặt dấu chấm hết cho thế giới này. Kết thúc thật rồi, không ai có thể ngăn lại được. Lưỡi hái trầm mặt, một khi đã quét xuống, tất cả chúng ta sẽ về cõi vĩnh hằng.